ví dụ vô YouTube nè, rồi chưa kịp xem, chưa kịp tìm kiếm mấy cái video nào mình thích đó, là nó đều hiện ra cái quản lý bàn phím này hết nha. Cái này thực ra là các bạn cài giống như là bị chào các bạn, hôm nay mình nhận của khách cái máy Oppo này các bạn. Máy này thì người ta nói đang xài xíu tự nhiên nó nhảy cảm ứng lộn xả nè. Nhưng mà mình nhìn cái kiểu nó hiện cái quản lý bàn phím á, là mình biết nó bị dính ứng dụng, bị dạng virus nha các bạn. Đó các bạn thấy không, mình bấm cái gì một lát á là nó vô quản lý bàn phím, ví dụ vô YouTube nè, rồi chưa kịp xem, chưa kịp tìm kiếm mấy cái video nào mình thích á, là nó đều hiện ra cái quản lý bàn phím này hết nha. Cái này thực ra là các bạn cài giống như là bị cài mấy cái ứng dụng dính quảng cáo, dính virus đó các bạn. Đây nè các bạn thấy không, toàn là trò chơi xếp hình không nè, trong showroom nè các bạn, nó quảng cáo quá trời luôn. Cái này mình xài khá là bực mình ha, ví dụ đang nghe gọi hay là đang nhắn tin gì đó là nó đều hiện quản lý bàn phím á, thì các bạn trở ra màn hình chủ kiếm mấy cái ứng dụng quét rác hay là quét virus gì đó, trước mắt là mình xóa hết nha, vẫn còn nè. Rồi các bạn vô quản lý ứng dụng, tìm những cái phần mềm mà giống như là quét virus, tăng tốc, rồi dạng như là scan hay gì á các bạn. Các bạn cứ xóa hết cho mình đi, rồi antivirus gì nè, xóa luôn. Các bạn phải làm từ từ nha, mấy cái này thì mình đừng có nôn nóng ha, mình làm từ từ, coi ứng dụng nào là lạ mình mới cài á. Các bạn xóa đi trong phần showroom nè, trước tiên thì các bạn tắt cái thông báo showroom, rồi vô cái dữ liệu giống như showroom mà hổm giờ mà nó hiện mấy cái quảng cáo hay là trò chơi xếp hình gì đó, các bạn cứ xóa dữ liệu luôn, xóa về mặc định showroom ban đầu á, nó hạn chế hiện lên cái dạng như cái thanh thông báo trên màn hình chủ nha các bạn. Các bạn xóa hết dữ liệu showroom rồi tiếp tục, nó vẫn còn các bạn ha. Rồi giờ mình kiểm tra coi thử có những cái ứng dụng nào là lạ mình cài không, mình xóa tiếp. Cái này là thực chất các bạn dò những cái ứng dụng nào mà mình cài á rồi mình xóa thôi là nó hết ha. Để mình coi còn ứng dụng nào là lạ không, nó vẫn còn quản lý bàn phím nha, nó hiện hoài luôn. Cái này xóa luôn đi các bạn. Rồi chút nữa mình chỉ cho các bạn một cái mẹo nhỏ là ví dụ mình vô cái phần pin nè, coi từ cái ứng dụng nào mà nó tiêu hao pin nhiều nhất, các bạn để ý cho mình đó. Đó các bạn thấy không, cái phần flash nè, flash là nó xài pin nhiều nhất, có nghĩa là ứng dụng này gây ra ha, 100% là do ứng dụng này gây ra nha các bạn. Cũng làm mấy cái này thì cũng có nhiều cách kiểm tra lắm, các bạn chủ yếu xóa những cái file lạ hay là những cái ứng dụng mình cài vô mà nó bị dính quảng cáo á, thì các bạn xóa đi là cái máy mình nó sẽ trở lại bình thường ha. Giờ mình kiếm cái phần flash lúc nãy nè, xóa cho nó. Rồi mình tiếp tục mình tìm kiếm những ứng dụng lạ lạ, rồi mình vô mấy cái ứng dụng nào mà giống như mình ít xài, các bạn tắt cái thông báo đó đi. Các bạn vô cài đặt, tắt cái thông báo đó đi. Giờ mình mở lại mạng internet á, coi thử nó có bị dính quảng cáo nữa hay không ha. Đó các bạn thấy không, nó êm rồi nè. Các bạn cứ dò những ứng dụng nào mình cài lúc trước á, mình xóa trực tiếp là nó hết ha. Những cái ứng dụng quản lý bàn phím là mình thấy hầu như là máy Oppo nè, ở Vivo đồ này kia nó hay bị Xiaomi nữa, còn dòng Samsung hay là những cái dòng Android khác á, là mình thấy nó hiện đa số là virus tràn màn hình nha các bạn. Thì mỗi máy nó có những cái kiểu hiển thị khác nhau, mà hôm nay là toàn là dạng như là đang xài nó hiện quảng cáo tràn màn hình, rồi quản lý bàn phím làm cho các bạn không có thao tác được ha. Cái này mà các bạn tưởng nó hư màn hình, hư cảm ứng, các bạn đi sửa thì nó cũng chết quốc luôn. Rồi mình kiểm tra lại mấy ứng dụng đầy đủ á, rồi các bạn tắt máy khởi động lại, mình xài bình thường thôi. Mấy ứng dụng này nè, nói chung là mình ít có truy cập á, các bạn tắt cái thông báo cho nó đi, để nó có những cái phần mềm cập nhật mới nó không có thông báo cho mình à. Rồi các bạn xem video cảm thấy hay kết thì like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình. Xin chào, cảm ơn các bạn.